Khi tham gia vào thị trường tài chính, việc lựa chọn tài khoản giao dịch phù hợp là yếu tố quan trọng để đạt được hiệu quả cao nhất. Đối với các nhà giao dịch đang tìm kiếm sự đa dạng, tính linh hoạt và chi phí giao dịch hợp lý, tài khoản Standard của SM chính là lựa chọn hoàn hảo. Được hơn 10 triệu khách hàng SM tin dùng, tài khoản Standard mở ra cơ hội đầu tư của các cặp tiền đa dạng quốc tế như Euro đô la Mỹ, bảng Anh đô la Mỹ, Y Nhật đô la Mỹ và Franc Thụy Sĩ đô la Mỹ, cho phép người dùng hưởng các mức spread cạnh tranh, giúp giảm thiểu chi phí giao dịch với mức đòn bẩy lên đến 1/1000, giúp gia tăng lợi nhuận nhanh chóng. Giao dịch cực kỳ dễ dàng, chỉ từ 5 đô la, không hoa hồng, phụ phí hay bất kỳ ẩn phí nào khác. Với ứng dụng giao dịch tiện lợi và linh hoạt từ SM, bạn có thể tiếp cận thị trường mọi lúc, mọi nơi và tận dụng mọi cơ hội đầu tư. Ngoài ra, khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ nhận được khuyến mãi nạp tiền lần đầu 50% lên đến 500 đô la và liên tiếp thưởng 20% cho các lần nạp tiếp theo lên đến 4.500 đô la. Cộng đồng trader đã tin tưởng và lựa chọn tài khoản Standard từ SM. Còn bạn đã sẵn sàng chưa? Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người quay trở lại với cái chuyên mục phân tích của mình. Tuần vừa qua chúng ta đã có giá vàng một lần nữa lập đỉnh lịch sử. Trong nhiều lần trên buổi live stream và những buổi học của lớp học tài chính giao dịch của XM, mình đã chia sẻ với mọi người cái góc nhìn về cái việc có khả năng vàng sẽ tạo đỉnh lịch sử và tại sao nó lại như vậy thì hôm qua nó đã xảy ra. Và thực sự là mình cũng không nghĩ rằng là nó sẽ xảy ra vào cuối tuần. Và cuối tuần thì thường là thanh khoản nó sẽ kém hơn, nhưng có lẽ là ngày hôm qua là một ngày đặc biệt khi mà chính cái lượng thanh khoản kém ấy, thì lại giúp cho gì cái nhu cầu mua vàng, và khi đã vượt qua được mức đỉnh trước đó thì đã giữ vững được cái mức đỉnh lịch sử, đó là 2.507 đô la trên một ounce. Thì lý do tại sao lại như vậy thì các bạn nhìn vào đây, về phần phân tích kỹ thuật. Về phần phân tích kỹ thuật nhé, thì ở trên màn hình các bạn sẽ thấy trong những bài chia sẻ trước thì mình cũng đã vạch ra được là cái mục tiêu đầu tiên của vàng mà mình hướng đến nó là cái mốc 2.504x này, 2.504x. Tại sao lại là cái mốc này? Thì thực tế là mình cũng lấy một phép đo đơn giản, mình cũng chả biết được là nó sẽ đi đến đâu. Nhưng trong cái phép đo đơn giản trong Bryson thì mình lấy con sóng trước đó. Mình gọi con sóng này là con sóng chính, là con sóng gọi là con sóng Y trong Ichimoku, gọi là con sóng Y. Thì mình cứ đo là nếu vùng cầu này là một vùng cầu mạnh, nó tạo ra một cái vùng đỉnh này, thì cái quy trình ở đây mình gọi là tái tích lũy. Tái tích lũy ở đây thì nó cũng sẽ tương đương, tức là cái vùng cầu ở khu vực này nó sẽ tương đương với lại cái sức mạnh của vùng cầu này. Mình đo lường vậy thôi, đơn giản là như vậy thôi. Còn trong Ichimoku thì nó còn có một vài cái phép đo nữa, một vài phép đo nữa, và có cái phép đo nó sẽ cho cái mục tiêu giá dài hơn. Thì đấy là về mặt kỹ thuật. Về mặt kỹ thuật thì là chúng ta nhìn thấy nó là như vậy. Đây trên khung D nó cũng rất là rõ đúng không ạ? Mình đánh giá rất cao cái khu vực, cái vùng cầu này, cái vùng cầu tiếp diễn này. Và y rằng là khi xuống đến đây thì bây giờ nó đã quay trở lại. Thực ra cũng chả phải tự hào gì về cái việc mà đoán đúng hay không đoán đúng. Nó không phải là thể hiện là mình giỏi hay không giỏi, mà là gì? Mà là cái kỳ vọng của mình nó đã được đáp ứng, vậy thôi. Thế nên là mình muốn chia sẻ với các bạn rằng là cái góc nhìn của mình là tại sao mình lại có cái góc nhìn là vàng nó sẽ tạo đỉnh lịch sử. Thì đầu tiên nó chính là gì ạ? Chính là về đồng đô. Thị trường bây giờ các bạn nhìn thấy rằng là cái mối quan tâm lớn nhất của thị trường là gì? Thì giai đoạn vừa rồi có khá nhiều cái mối quan tâm. Nhất là trong tuần vừa rồi các bạn thấy là có lạm phát của Anh này, có việc chính phủ Anh tuyên bố phá sản này, thì có BOJ nữa, đúng không? BOJ thì lên tiếng trấn an các nhà đầu tư rằng là họ sẽ có thể sẽ không tăng lãi suất mạnh trong giai đoạn tới. Đại khái là như vậy, nhưng mình vẫn thấy rằng là gì? Cái khả năng lớn nhất thị trường bây giờ đang kỳ vọng lớn nhất không phải là những cái chỉ số đó, mà sẽ là Fed có giảm lãi suất hay không và giảm sẽ là bao nhiêu. Hôm nay thì mình mới đọc một cái thông tin là Fed đã quyết định giảm lãi suất trong tháng 9, đúng không ạ? Mình chưa check lại thông tin đó, nhưng mình trước đó mình có kỳ vọng rằng là gì? Fed sẽ giảm lãi suất và gần như thị trường cũng đang tin cái việc đó. Thế nên thị trường sẽ vận động theo hướng là Fed giảm lãi suất cho đến trước cuộc họp FOMC. Chính vì thế nên là
mình tin rằng là USD vẫn sẽ là xu hướng giảm. Đây, chỉ số USDX, à, chỉ số USDX tức là chỉ số DXY các bạn, USD Index ấy, thì ở đây nó bắt đầu thiết lập những cái mô hình về kỹ thuật. Mô hình về kỹ thuật cho mình thấy là gì? Đây các bạn thấy, đấy, bắt đầu có cái sự phá vỡ. Nếu chúng ta xét như thế này, nối hai vùng cầu này mang tính chất giống nhau, đấy, hai vùng cầu này mang tính chất giống nhau này, thì chúng ta có một cái kênh, và cái kênh này nó tạo ra, đối diện với cái kênh này chúng ta, nó tạo ra một cái nêm, nó tạo ra một cái nêm, và đồng đô đã sụt giảm. Theo mình đánh giá là do cái kỳ vọng là Fed sẽ giảm lãi suất. Như vậy với phát biểu ngày hôm qua mà nếu như Fed phát biểu rằng là họ chắc chắn sẽ giảm lãi suất trong tháng 9 thì câu chuyện còn lại sẽ là giảm bao nhiêu? 0,5 hay 0.25? Nhưng có lẽ là đã có những cái kỳ vọng rằng là Fed sẽ giảm 0.25, nhưng điều đấy cũng chưa chắc được, nó vẫn chỉ là kỳ vọng thôi. Nhưng cái mốc 0.25 thì gần như là chắc chắn. Đó. Chính vì thế nên là mình đánh giá rằng từ đây cho đến kỳ họp của FOMC thì cái việc mà cây nến ngày hôm qua tạo ra cây nến như thế này đấy các bạn này. Một cây búa ngược này, sau đó một cây này này, thì nó đang tiềm ẩn cái nguy cơ gì? Là thị trường sẽ tiếp tục bán đô. Thị trường sẽ tiếp tục bán đô, và cái xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục. Lý do tại sao mình tin vào cái xu hướng này hơn là cái việc là DXY sẽ quay trở lại. Đó, nến tuần bây giờ là các bạn sẽ thấy là ghép hai cây nến này lại thì chúng ta sẽ thấy là bản chất nó vẫn là một cây nến giảm. Mình không recommend lắm cái việc là đô sẽ quay trở lại như thế này. Tại sao? Bởi vì tâm lý chính của thị trường nha các bạn, mình đang thấy là tâm lý là nó có cái tâm lý là ưa thích rủi ro, nó cũng có cái tâm lý là lo ngại rủi ro. Tại sao? Và cái tâm lý đấy nó thúc đẩy cái điều gì ở trên thị trường? Thì mình quan sát vào hai cái biểu đồ. Thứ nhất là các bạn nhìn thấy là, thứ nhất là mình cũng nhìn thấy biểu đồ kỹ thuật của gold là vẫn đang có khả năng tăng nhé. Tất nhiên biểu đồ kỹ thuật của mình ấy, đang có khả năng tăng này. Hai là cái xung đột địa chính trị nó có xu hướng mạnh lên này, à, lo ngại rủi ro. Và cái điều lớn nhất là gì? Là tâm lý ưa thích rủi ro ở Mỹ đang quay trở lại. Các chỉ số về lạm phát ấy, nó đã sụt giảm xuống ấy, thì người ta thấy rằng là Fed đang gì? Đang có kế hoạch để giảm lãi suất càng ngày càng lớn hơn. Đó, cái tâm lý này nó thúc đẩy là cần một cái loại tài sản để có thể gì thay thế cho đô trong giai đoạn này. Thì đợt này các bạn thấy là gì? Vàng tăng, nên mình mới view là khả năng là vàng sẽ tiếp tục tăng. Vừa có tâm lý lo ngại rủi ro, vừa có tâm lý là ưa thích rủi ro. Tức là nền kinh tế Mỹ hiện tại bây giờ cái nỗi lo suy thoái nó không lớn bằng cái kỳ vọng là Fed sẽ giảm lãi suất. Đây là cái view về tâm lý thị trường trong ngắn hạn, tạo ra xu hướng trong ngắn hạn nha các bạn. Ít nhất cho đến thời điểm này nó là như vậy. Thế nên là nhìn vào chứng khoán và nhìn vào vàng thì chúng ta thấy là nó đang ủng hộ cho cái tâm lý như thế. Thế nên là mình vẫn thấy là tiếp tục là nên mua. Đấy, chứng khoán cũng tăng này các bạn thấy giai đoạn, đúng không ạ? Chứng khoán cũng tăng, US30 này, US500 này, SP500 đấy và Nasdaq 100 này, đấy, đều đang tăng lên. Chứng minh một điều rằng là cái nhu cầu đối với đồng đô ít nhất trong giai đoạn này sẽ sụt giảm. Và nhu cầu đối với đồng đô sẽ quay trở lại khi nào thì mình đánh giá rằng nhu cầu với đồng đô quan trọng nhất sẽ quay trở lại bền vững khi và chỉ khi thị trường đã chắc chắn rằng nền kinh tế Mỹ sẽ không bị suy thoái, bước vào giai đoạn là tích lũy, và cái giai đoạn đấy tích lũy dần cho đến khi mà tăng trưởng. Thì giai đoạn này theo mình đánh giá là chuẩn bị bước vào chu kỳ tích lũy. Tại sao? Bởi vì lạm phát vẫn đang trên 2%, đang trên đường về 2%, thì đây là giai đoạn tiền tích lũy. Các bạn hình dung không ạ? Giai đoạn tiền tích lũy. Giai đoạn tiền tích lũy sẽ làm cái gì? Sẽ kích thích cái nhu cầu của chứng khoán tăng cao. Tại sao? Là bởi vì chứng khoán là thị trường kỳ vọng. Khi người ta nhìn thấy cái điều đấy thì người ta có xu hướng mua vào các tài sản tấn công trước. Và một nhịp tăng nữa của chứng khoán Mỹ sẽ còn tiếp tục trong cái giai đoạn này. Một nhịp tăng nữa của chứng khoán Mỹ sẽ còn tiếp tục trong giai đoạn này. Đó, đấy chính là điều mà mình đang nhìn thấy. Vàng thì đơn thuần vừa có lo ngại rủi ro, nhưng còn có một cái nữa là bởi vì đô giảm nên người ta cũng có nhu cầu mua vàng. Đó, người ta cũng có nhu cầu mua vàng, có ưa thích rủi ro, nhưng thực tế mình đánh giá cái ưa thích rủi ro đấy sẽ tập trung vào dòng tiền và chứng khoán. Lo ngại rủi ro thì nó, cái tâm lý đấy không lớn bằng cái tâm lý ưa thích rủi ro. Nhưng vàng nó cũng là một cái tài sản giai đoạn này đánh giá là thay thế cho đô tốt.
Đúng không ạ? Đơn giản là vì sao? Đô đã gì? Đô đã có xu hướng để giảm lãi suất rồi. Thế nên cái nhịp giảm của đô vẫn còn sẽ tiếp tục. Ít nhất là về vĩ mô thì là mua lên bây giờ có lẽ chỉ là dành cho những bạn là trading ngắn hạn giỏi, tìm những cái điểm vào lệnh và ăn ngắn thôi. Chứ còn nếu mua hâu dài thì là không ổn lắm đối với đô. Đấy là quan điểm cá nhân của mình là như vậy nha các bạn nhé. Chúng ta có thể nhìn qua một vài cái loại tài sản khác nữa. Ví dụ như ở đây chúng ta nhìn qua là Bit. Các bạn đấy nhìn qua Bitcoin. Xin lỗi, để mình để cái biểu đồ cho nó dễ nhìn một tí. Đây, thì mình đánh giá cao cái cú này. Trong lớp học tài chính giao dịch của XM thì mình cũng đã chia sẻ nhiều lần là mình đang đánh giá cái cú này là cú gọi là, nhìn về mặt thì nó là fail break về mặt kỹ thuật. Cú này thì mình đánh giá nó là cú gọi là spring trong white cop ấy, tức là rũ bỏ. Thì cái quá trình này chính là quá trình tích lũy và nó sẽ có một cái quá trình tăng lại cái vùng đỉnh này. Đó, tăng lại cái vùng đỉnh này. Thậm chí có thể sẽ có đỉnh lịch sử. Đấy là mình đang view như vậy nha các bạn. Bitcoin thậm chí có thể sẽ có đỉnh lịch sử. Nhưng tất nhiên, mọi người hãy nhớ rằng đây là quan điểm cá nhân của mình thôi và dựa trên những gì mà mình biết. Nó không chắc chắn được 100% đâu, nhưng quan điểm cá nhân này mình đánh giá là đáng để cho các bạn tham khảo nha. Thì mình sẽ làm nhiều các clip lý giải rõ tại sao nó là như vậy nữa. Nên các bạn, nếu mà bạn nào thấy những kiến thức của mình mà có thể giúp ích cho các bạn thì đấy, các bạn vui lòng ủng hộ mình một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký nha các bạn. Ok, view qua với các bạn như vậy thôi và mình làm nhanh để chia sẻ đến các bạn trong cái ngày cuối tuần này. Và mình sẽ tiếp tục cái công việc là phân tích và cung cấp những cái phân tích đến cho các bạn trực quan, dễ hiểu. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.